Tôi được công ra gần giới thiệu cái sợi dây treo, cái sản phẩm hỗ trợ đó, nó sẽ giúp chúng ta cải tiến công việc hiệu quả. Giống như khi mà chúng ta treo sợi dây thì chúng ta có thể đi qua đi lại rất là dễ dàng, và xử lý từng cây một nó dễ dàng, nó sẽ giúp công việc thuận lợi hơn. Hơn 10 năm phát triển, cái thành công của chúng tôi là cung cấp ra thị trường được rất là nhiều rau quả mà đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.